Video này em đang có hai con xe Vios giới thiệu lên cho các bác xem nhá. Đấy. Con này là đời 2016. Số sàn bản đủ. Máy mới, máy trắng rồi. Máy to, máy trắng rồi các bác nhá. Đây, chiếc xe không dịch vụ, không taxi gì. Cho nên là các bác nhìn này, vô lăng củ số rất đẹp luôn, rất là mới luôn. Đấy, có màn hình giải trí cỡ lớn các bác nhá. Có hai tu khí an toàn. Và đây các bác nhìn xem. Nội thất bên trong của xe còn cực kỳ là đẹp nhá. Nội thất màu kem, bên ngoài là màu đen xịn nguyên bản. Con này của em nó là bản máy 1.5. Đấy, bản E 1.5 các bác nhá. Bản E 1.5 đấy ạ. Chân nỉ nguyên bản theo xe, được bọc ni lông bên ngoài rồi, bên trong nỉ còn rất là mới luôn. Đấy, 2016 các bác nhá. Đấy, bản đủ thì nó sẽ trang bị là Lazbook nguyên bản theo xe, phanh đĩa, phanh ABS 4 bánh này, gương kính điều chỉnh điện nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, và máy 1.5. Nội thất là màu kem, màu vàng kem. Con này biển 15. Em có một con nữa. Có một con nữa các bác nhá. Một nữa thì em cũng sẽ quay cho bác mình xem luôn. Kia, con 2014 kia các bác nhá. 2014 cũng là màu đen luôn, biển Hà Nội. Còn con này là đời 2016, máy mới, biển 15. Đấy, số tiền các bác bỏ ra là hơn 300 triệu. Và giá thì các bác sẽ nhìn thấy ở tiêu đề. Em cũng sẽ ghi ở tiêu đề cho các bác xem nhá. Xe zin đét luôn. Như là máy số zin này, keo chỉ zin. Nội thất zin các bác nhá. Đây ạ. Đấy, xe cực đẹp. Còn cực kỳ là mới luôn. Để con xem này. Những cái vị trí bu lông ốc vít mốc quá, con xe nó còn sáng đẹp như này luôn các bác này. Tem mác còn nguyên nhá. Đấy. Những cái con ốc chân ghế vẫn còn chấm sơn xanh đỏ này, rồi vàng này, đúng không ạ? Tất cả những công tắc bấm kính điện của xe không bị mòn nhá. Đấy, không bị mòn. Đây, đây là gương chỉnh điện, có cục gương tự động. Tất cả những phần sắt như thế này xem, các bác nhìn này. Đấy, rất là sáng trắng. Bu lông cánh cửa xe chưa vặn. Có sinh nhan tích hợp ở trên gương. Đây, phần đầu của xe đây ạ. Cái phần dáng dòng này thiết kế rất đẹp mắt đúng không ạ? Dòng xe mà được mệnh danh là dòng xe lồi đồng cối đá, dòng xe quốc dân, được nhiều người tin dùng và sử dụng đúng không ạ? Ở đây con xe mẫu này bên em có hỗ trợ trả góp được coi nhá. Bác nào không đủ tiền bên em hỗ trợ. Còn bác nào mà đủ tiền thì chỉ cần bỏ ra là hơn 300 triệu thôi là mình có thể là mua được rồi. Đấy, đấy là chiếc xe đầu tiên mà em đang quay giới thiệu với các bác. Đấy, con này thì hơn 300, con kia hơn 300, con kia thì hơn 300 một ít thôi. Đấy, con này thì nó sẽ cao hơn con xe đấy một tí các bác nhá. Sẽ cao hơn, tất nhiên là đời cao hơn thì giá tiền nó cũng sẽ cao hơn rồi. Bây giờ em mời các bác xem chi tiết về cái chiếc xe Vios 2016 này. Một lát nữa thì em sẽ giới thiệu qua, quay qua cái con màu đen kia cho các bác xem nhá. Các bác đợi em một chút xíu. Đấy, keo chỉ đây các bác nhìn này. Keo chỉ mép cánh cửa đây. Đấy, còn nguyên zin hết đây. Đấy, bu lông cũng biết sáng đẹp này. Mày đừng ngây hoay đấy nữa em ơi. Và làm việc khác đi. Vâng, đây, các bác cùng xem nữa nhá. Đấy, những cái phần tắp ni cánh cửa các bác nhìn này. Rất mới luôn. Không bị mòn đúng không ạ? Không bị mòn. Nhiều khi đấy ạ. Đấy, nếu mà con xe nào mà người ta sử dụng nhiều, người ta tì tay, người ta bám nắm vào những vị trí này nhiều, nó sẽ bị mòn đi này. Đấy, nó sẽ bị mòn những vị trí này đi này. Đấy, các bác nhá. Con này của em thì các bác thấy này, nó ok luôn đúng không ạ? Có một quả loa súp được làm ở dưới gầm nhá. Đây là dây điện đây, loa súp âm thanh nghe rất là hay. Móc quá sáng đẹp đây các bác nhìn. Đấy, rất là mới đúng không ạ? Lồng trong vẫn là sơn zin. Lồng trong sơn zin toàn bộ các bác nhá. Đấy, bộ ghế da này bác nào không thích thì về mình bọc một bộ ghế da khác. Bộ ghế da khác thì mình bọc vào chỉ mất là khoảng là hơn 2 triệu, 2 triệu trên dưới 2 triệu thôi các bác nhá. Là mình có được một bộ ghế da mới rồi. Đây, cái đồ nhựa ở đây các bác xem này. Xe gia đình chuẩn các bác nhá, không dịch vụ, không taxi. Đấy, không dịch vụ, không taxi gì. Đây, đồ nhựa của xe rất đẹp luôn, rất là mới luôn. Đấy, điều hòa lõng lạnh các thứ đầy đủ. Cửa gió, đồ nhựa bên trong của xe nó không vẫy vỡ gì. Màn hình cam đùi các thứ đầy đủ. Có 4G luôn này các bác này. Đấy, có 4G nhá. Đấy, có SIM 4G cho bác luôn này. SIM 4G rồi. Khóa khiển đầy đủ nhá. Đây là khóa khiển của xe. Đây các bác xem,
Cái phần da ở cần số này vẫn là da xịn nguyên bản theo xe nhá, chưa bị rách nhá, không bị rách nhá. Đấy, cần phanh tay cũng còn rất ok đẹp này. Đấy, còn rất ok luôn này. Ở vô lăng đây. Đấy, vô lăng đây con xem này. Đấy, thông tin của xe thì bên em cũng đã ghi và để lên trên đây rồi. Và đây là mặt đồng hồ của chiếc xe nhá. Đấy, mặt đồng hồ đây ạ, con xe này. Đấy. Hơn 7 vạn km. Đấy, trần đây. Các bác nhìn xem, tem vẫn còn nguyên đúng không ạ? Đây là đèn trần nhá. Tắt bật bình thường. Và lý bên trong các bác nhìn này, lý đẹp chưa? Rất mới luôn. Được bọc ni lông cho nên là lý nó sẽ giữ được độ đẹp. Đấy, tem này vẫn còn nguyên đây các bác nhìn này. Đấy, tem vẫn còn nguyên luôn. Bộ lông vít sáng đúng không ạ? Cả những vị trí sáng đẹp như vậy. Sàn bọc da, lốp thảm trải sàn ở trên rồi. Đấy, toang cửa đây các bác nhìn xem, không bị rách sờn gì. Cửa đóng êm ái nhẹ nhàng. Tôn vỏ dòng này, các bác nghe nhá, tôn vỏ đây. Dòng này tôn vỏ khá là cứng. Đấy, xi nhan trên gương đây, có cục gương tự động. Đăng kiểm tháng 8 năm 23, còn khá là dàng. Đấy, đóng luôn nhá, đóng luôn cho xem. Hôm nay thì em cũng về được một chiếc xe. Ngày nữa chiếc này thì chỉ có là tầm khoảng 200 triệu thôi. Đấy. Đời 2014 mà giá chỉ có 200 thôi. Rất là hợp lý đúng không ạ? Tiếp theo này, tiếp theo em mời các bác xem nữa này. Đấy, vị trí cánh cửa nhá. Đấy, đầy đủ sắc nét làm sao từng phần một cho các bác ngắm. Bác nào mà mình quan tâm chỉ cần là gọi điện cho bên em thôi. Đấy, không cần phải đến trực tiếp các bác nhá, chỉ cần gọi điện thôi là đã có xe rồi. Đấy, là các bác đã nhận được xe rồi thì bên em ship xe đến tận nơi cho các bác được. Đấy, các bác nhìn nữa nhá. Đây, ok chưa ạ? Đây, ở dưới đây. Những phần đây, các bác xem phần sắt ở phần còn lề cánh cửa này. Ở chỗ này là cái thanh giảm giật nhá. Nội thất của xe khá là rộng. Ghế đây. Đấy, móc khóa đây. Doang đẹp, không bị rách. Có thấy ok không? Đây, đồ nhựa đây này, các bác nhìn này. Không bị bạc màu nhá, đồ nhựa của xe là không bị bạc này. Lớp sơn rất là sáng bóng. Lốp của xe này nhá, các bác nhìn này, lốp xe là vẫn còn tương đối dày. Là tao đúc nguyên theo xe nhá. Và lớp sơn này các bác nhìn xem, rất là bóng mượt. Rất là bóng mượt luôn. Khe cửa khít đều, khe cốp cũng vậy. Và khe ba lờ sốc cũng vậy, rất là khít đều đúng không ạ? Đèn này rất mới này. Đèn xịn nha các bác. Cảm biến lùi đây, có sẵn rồi. Đây, mời các bác ngắm kia đuôi. Mẫu xe sedan 2 đầu. Cốp sau rất to. Để đồ thoải mái luôn. Đấy ạ, mình đón xem thêm những vị trí tiếp theo. Dạ vâng, tiếp theo đây. Tem vẫn nguyên đúng không ạ? Gioăng cửa này, ok luôn. Mẫu này thì chỉ bàn đến giá thôi các bác nhá, chỉ bàn đến giá thôi, không bàn đến chất xe. Đấy, chất xe cực đẹp. Mẫu này thì siêu lành, siêu bền và siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi đúng không ạ? Đây, nhiên liệu đây nhá các bác nhìn này. Đấy, 5 đến 7 lít thôi. Đấy, mình đi đường kết hợp thì chưa tới 6 lít. Đi đường ngoài đô thị thì chỉ có 5 lít trên 100 km thôi nhá. Dòng này nó siêu tiết kiệm rồi. Form dáng đẹp đời cao, giá tiền thì cũng rất hợp lý đúng không ạ? Những phần cánh cửa đây, qua ngắm xem. Đấy, cánh cửa đây nhá. Bọn em đi mua xe thì bữa nay em cũng chỉ cần xem những cái vị trí, khu vực như thế này thôi, không cần xem nhiều, cần xem một vài vị trí quan trọng như này là mình biết được chất xe rồi. Đấy. Chỗ này thì nó hơi bụi bẩn, nó không tính được gì rồi đúng không ạ? Đây nha, đồ nhựa xe đây, rất đẹp này. Móng khóa sáng này. Đấy, cửa đóng êm ái nhẹ nha các bác nhá. Lốp na răng của xe đây, không bị xước đúng không ạ? Một cánh cửa tiếp theo nữa. Các bác thấy chiếc xe đẹp, thấy chiếc xe ok, mình đang ngồi rảnh tay nhấn like, nhấn chia sẻ em với nhá.
và xem thêm những video khác nữa của siêu thị ô tô Hải Dương, thì em mời các bác nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để cùng theo dõi và đồng hành với bên em trong những video, trong những clip trong thời gian tới các bác nhá. Vâng, tiếp theo này các bác ngắm nhá, tất cả những cái vị trí công tắc phím bấm của xe còn ok, không bị kém đúng không ạ. Tắp ni tắp nô nó này ok chưa ạ. Chỗ này là chỗ mở cốp và mở xăng nhá. Còn đây là mở cabo được làm ở đây. Đấy, cabo đây, tiêm, đấy em giật luôn. Đấy, đây đắp lô đây, em mở cho bác xem này. Đồ nhựa bên trong còn rất là tươi, rất là sáng luôn. Nhìn rất là mới đúng không ạ? 2016 chạy có mấy năm thôi đúng không ạ? Tất nhiên nó còn mới rồi. Kính của xe nhá các bác nhìn nhá. Đấy, những cái vị trí mà đồ nhựa bên ngoài này, đồ nhựa bên ngoài rồi những cái đẹp chân kính này. Đấy, những cái đẹp chân kính này. Đấy. Đồ nhựa này chưa bị làm lại nhá, chưa bị làm lại gì. Tính toán cột kèo zin nguyên hết. Cam kết cho toàn thể các bác yên tâm về những vấn đề lỗi. Lỗi đâm đụng tai nạn với ngập nước là không có ở trên con xe này, và cũng không có ở trên tất cả những con xe bên em bán nhá. Bên em bán đều kiểm tra tuyển chọn những con xe ok nhất mang về để bán cho các bác yên tâm. Các bác có thể cho thợ, cho ra hãng kiểm tra thoải mái luôn. Đây, nước sơn đẹp này, sơn rất sáng đẹp, xi nhan trên gương đây. Đấy, kính của xe được bọc dán toàn bộ rồi nhá. Con xe, kính của xe được bọc dán toàn bộ rồi. Đèn pha, đèn hậu của xe đều là đèn zin và còn rất là mới đúng không ạ? Cabo thì có thấy nó đang hở ra rồi đúng không ạ? Tí em sẽ kéo cabo lên em cho bác xem khoang máy nhá. Đấy, khi mà kéo, khi mở cái cốp, giật cái dây ở bên trong thì cốp nó, cabo nó sẽ hở ra như thế này. Biển 15, tên tư nhân thì các bác nào ở Hải Phòng mình có thể giữ nguyên biển làm sang tên bình thường. Còn bác nào mà ở tỉnh khác thì mình thay biển đổi vùng nhá. Đấy, sang tên đổi vùng. Làm chính chủ của bác luôn. Đấy, bên em cũng sẽ hỗ trợ đầy đủ cho bác. Các bác nhà mình vấn đề đấy thì không phải lo nhá. Về vấn đề sang tên đổi biển, rồi vấn đề ship xe chuyển xe thì không phải lo đâu. Bên em hỗ trợ hết. Đấy, phần đầu ba lờ sốc đây và phần cặp đèn pha đây. Các bác nhìn. Dòng này thiết kế cái phần đầu tới phần mình xe rất là đẹp mắt đúng không ạ? Rất là đẹp mắt luôn. Các bác nhìn này. Em mời các bác xem động cơ nhá. Mời các bác xem động cơ luôn này. Đây là động cơ của xe. Như em cũng đã nói ngay đầu video, đây là con xe này máy của nó đấy ạ. Đã lên máy mới rồi. Thì các bác nhìn này, máy mới rồi nhá. Máy trắng. Máy mới rồi. Cuối 2016 thì chiếc xe đã được lên máy mới. Còn đầu 2016 vẫn là máy của 2045 nha các bác. Tem này, tem cứ đều này, tem kìa. Đấy đúng không ạ? Đây, lý này, đầy đủ hết này. Keo chỉ vẫn còn zin nhá. Máy số nguyên bản, chưa động chạm gì. Máy số zin, các bác yên tâm về máy và số của xe. Em quay các bác xem cái phần gầm nữa nhá. Và phần gầm, xong phần gầm thì em sẽ tiến hành quay các bác xem qua qua cái con xe 2014 kia. Cũng form giống như này luôn, chỉ khác cái máy thôi, các bác nhá. Cũng là bản E và không tắt zin. Còn đây là gầm này. Đấy, gầm cực đẹp luôn. Đây các bác xem gầm cực đẹp nhá. Vô lốp gầm sàn của xe cực đẹp. Không xấu kém gì, có gì này. Đấy. Dưới là nước thôi. Rồi, em quay xong chiếc xe 16 rồi. Bây giờ quay các bác xem qua cái con xe 14 này nhá. Con 14 này là cũng là bản đủ 2014, bản đủ. Bản E đấy ạ, máy 1.5, không taxi, không dịch vụ. Đấy, xe rất là tươi tắn. Máy số của xe cũng vẫn còn zin nguyên bản hết các bác nhá. Máy số zin. Xe cam kết không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, cam kết bác yên tâm như vậy. Biển Hà Nội cũng là tên tư nhân, giấy tờ đầy đủ sang tên bình thường. Bên em đều hỗ trợ ship xe hết nhá. Ship xe chuyển xe toàn quốc luôn cho bác. Đăng kiểm con này đến tháng 4 năm 23. Màu đen xịn. Biển Hà Nội. Con này thì cũng đã được lắp thêm một số đồ chơi bên ngoài. Đây các bác xem. Máy 1.5
bản đủ thì máy nó 1.5 các bác nhá, bản thiếu máy 1.3. Nội thất bên trong đây. Đấy. Táp ni táp nô nó sáng đẹp đây. Các bác con này thì chưa lên màn hình. Màn hình lên các bác bỏ ra mấy triệu nữa thì sẽ có màn hình nhá. Đấy, có hai túi khí nhá, bên đây một và bên kia một nữa là hai túi khí nhá. Hai túi khí Nhật. Đấy, con này cũng đẹp đấy ạ. Đây da này cũng là da xịn nguyên theo xe đây này. Đấy các bác xem. Đấy, củ số đẹp và vô lăng của xe cũng vậy, vẫn còn ok đẹp nhá. Đấy, xe nó hình chuẩn đấy ạ. Đây chân nỉ zin. Móc khóa của xe vẫn còn đẹp. Các bác nhìn xem, con này thì em quay qua thôi. Hôm nào em vệ sinh sạch sẽ rồi đấy thì em sẽ quay kỹ cho bác xem con xe này nhá. Đây, nội thất bên trong đây, bộ bằng kem xịn, sàn da rồi. Xe không mục mọt gì, thân vỏ rất đẹp. Các bác để nguyên biển cho em, đỡ phải sang tên mất tiền. Để nguyên biển mình làm giấy tờ mua bán là đi được rồi. Con này mới về xong chưa vệ sinh các bác nhá, hơi bẩn một chút. Con này thì hơi bẩn một chút xíu. Đây nội thất bên trong đây. Đều là gương kính điều chỉnh điện, hai túi khí an toàn. Con này chạy báo trên đồng hồ là 9 vạn. Con này có sàn 5D rồi các bác nhá. Sàn 5D rồi. Đây em quay máy luôn đây. Viết đợt này bên em về rất là nhiều. Thì dòng xe này bây giờ bán rất là dễ, tại vì xăng tăng lên cao thì những dòng xe Vios bên em bán rất là nhanh nhá. Máy zin hết các bác nhá. Đây máy đây. Máy này thì hơi khác máy kia một chút. Máy này thì 24, 25 và đầu 26 thì máy giống nhau các bác nhá. Đấy, xe đẹp tuyệt vời. Mấy con xe này thì bác yên tâm thôi. Bao đảm bảo cho bác yên tâm. Đấy, bao và đảm bảo cho bác yên tâm luôn nhá. Dạ vâng. Các bác đăng ký kênh để xem thêm những video khác nữa. Em xin chào tạm biệt các bác.